Chào mừng các bạn, Hà Thương rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng các bạn để cùng nhau đón xem bản tin giải trí trên kênh KNews 24 giờ, kênh cập nhật những tin tức nóng nhất và chính xác nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây sẽ là những thông tin vừa được tổng hợp có trong bản tin ngày hôm nay. Nhắc đến những thần tượng Hàn Quốc, người hâm mộ chắc chắn sẽ liệt kê những cái tên sở hữu visual đình đám. Mới đây, cộng đồng mạng đã phải dậy sóng vì loạt ảnh thẻ của các thần tượng xứ sở Kim Chi. Vốn dĩ ảnh thẻ được xem là một loại ảnh đáng sợ nhất và còn là nỗi ám ảnh của rất nhiều người trong chúng ta, nhưng dường như với những ngôi sao sau đây lại là ngoại lệ. Ngược lại, đây còn là dịp để họ khẳng định visual không phải dạng vừa của mình. Vẻ đẹp của họ qua ảnh thẻ khiến chính người hâm mộ cũng cảm thấy khó tin. Hầu hết các idol K-pop đều sở hữu những bức ảnh thẻ rất ưa nhìn, thậm chí nhiều người còn sở hữu ảnh thẻ đẹp đến mức tưởng là ảnh photo card trong album tặng cho fan. Ảnh thẻ chính là bằng chứng dễ tố cáo nhan sắc thực sự của các idol. Dù luôn lung linh trên sân khấu, nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng vượt qua được ải kiểm tra nhan sắc mang tên ảnh thẻ. Ảnh thẻ dường như không được chỉnh sửa, chụp qua camera chân thực nhất. Thế nhưng có nhiều idol vẫn sở hữu cho mình những bức ảnh thẻ cực đẹp, được phong làm thánh ảnh thẻ, chứng minh nhan sắc không gì dìm hàng nổi. Nayeon của Twice. Dù là chị cả của Twice, nhưng Nayeon sở hữu nét đẹp đáng yêu và có phần trẻ con. Ở thời điểm hiện tại, Nayeon là cây hút fan của nhóm với khả năng biểu diễn cực tốt và đặc biệt là gương mặt cực kỳ xinh đẹp và dễ thương. Điểm đặc trưng nhất của cô nàng đó chính là nụ cười răng thỏ. Chỉ cần nhìn Nayeon cười, fan sẽ thấy vui lây. Irene của Red Velvet. Không lấy làm lạ gì khi mà Irene xuất hiện trong danh sách những idol có ảnh thẻ xuất sắc nhất. Ngay từ khi chưa debut, cô nàng được mệnh danh là hot girl nổi đình nổi đám một thời. Chính nhờ nhan sắc có 102 này mà Irene đã giành được suất debut khi đã ở độ tuổi ngưỡng 23. Jisoo Blackpink. Điển hình của các thần tượng Gen 3 chính là Jisoo Blackpink. Không hổ danh là nữ thần nhan sắc thế hệ Gen 3, Jisoo qua ảnh thẻ đẹp không khác gì ảnh đời thường. Dù là gương mặt mộc, chẳng tô chút son gì, chị cả Blackpink vẫn làm fan ngất ngây. Jungkook BTS. Jungkook lại khiến hội fan girl nở mày nở mặt vì nhan sắc đẹp bất chấp ảnh thẻ mờ mịt. So sánh ảnh thẻ thời chưa debut với thời điểm hiện tại, anh chàng dường như không có bất cứ điểm gì khác biệt. Gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to, tròn và sáng chính là những nét đáng yêu khiến ai nhìn vào cũng phải chú ý đến em út BTS ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cha Eun-gu của ASTRO. Không hổ danh là nam thần thế hệ mới, Cha Eun-gu chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng về nhan sắc của mình. Minh chứng rõ nhất chính là tấm ảnh thẻ này. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Mỹ Nam bước ra từ truyện tranh Cha Eun-gu với vẻ ngoài đốn tim biết bao cô gái. Là một thành viên nổi bật nhất của ASTRO, Cha Eun-gu luôn được ca ngợi về mặt mộc của mình vì làn da trắng mịn không tì vết và những đường nét hài hòa cân đối kể cả khi không make up. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KNews 24 giờ. Hãy chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!